Noel tràn trề, Tết đến gần kề, rình ngay cái em đầm này về đi các chị yêu ơi. Một em đầm vàng tươi. Thôi các chị nhà mình nhìn cái vóc dáng của em Thảo đi nè, tốn rất là nhiều vải nha. Nhưng mà ngày hôm nay em Thảo sẽ dành cho các chị của nhà mình một mức giá cực kỳ hấp dẫn, nhã ngã ngửa luôn. Nhưng mà chỉ dành cho những chị em nào để cho em Thảo dấu chấm hoặc là để ngay số điện thoại ở bên dưới, em Thảo sẽ ưu đãi cho các chị em của nhà mình nha. Đó, dáng đầm của em Thảo đang mặc sẽ là thiết kế dài qua gối, dáng A xòe nhẹ như thế này thôi. Và phần cổ áo nè, nhà cô sẽ thiết kế cho mình thêm một cái vạt ở đây. Nói chung đây là một cái thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng mà mặc lên là cứ auto hách dáng, auto đẹp gái nha các chị em nha. Và mẫu đầm này em Thảo sẽ có 3 tông màu cho các chị của nhà mình lựa chọn để mà mình đi tiệc, đi chơi, đi hẹn hò, đi gặp đối tác khách hàng luôn nha. Đây, 3 tông màu. Trời ơi, màu nào cũng phải nói là rất là cháy nha các chị em nha. Đây là màu nâu sáng da cực kỳ, màu be cho các chị em của nhà mình cực kỳ là tay luôn. Còn màu vàng của em Thảo đây, Tết đến rồi các chị yêu ơi, mặc ngay cái em đầm này cho em Thảo đi nào. Đó, và mẫu đầm này á, số lượng của em Thảo là giới hạn nha. Đó, cực kỳ là ít luôn các chị em ạ. Và đây sẽ là sản phẩm độc quyền, không có tại cửa hàng của nhà Gu, chỉ có tại video này. Và chỉ ưu đãi cho những chị em nào chấm bài hoặc để luôn số điện thoại ở bên dưới nha. Số lượng có hạn các chị yêu ơi, nhanh tay lên nào, chấm bài nha.